Hello anh em nha, hôm nay chào mình sẽ giới thiệu cho anh em cái vấn đề gọi là gỗ thợ mà họ không chuyên về điện á, họ làm nó hơi bị sai xíu ở chỗ này nên mình nhắc anh em xem kỹ. Đây là chiếc xe Elizabeth nha. Thì cái bình cũ của nó nè, anh em thấy không? Nó phù nè. Phù cảm giác như muốn nổ luôn anh em thấy không? Nó phù rất là ghê luôn. Đó, thì do trước đó là thợ này á, cái bình này mới thay cách đây gần 4 tháng anh em. Ngày dưới đây nó còn ngày nè. 27 tháng 6 2018 nữa chưa. Đấy. Thì mới 4 tháng mà bình nó đã phù thế này nè. Mà cái nguyên nhân á là do cái cục sạc cũ nè anh em. Cục sạc này là cục sạc 9A nè anh em. Cục sạc 9A nha. Cục sạc kia là sạc 9A. Khi lúc mà mình nổ máy lên để mình đo cho anh em xem, đây là mình lúc mà mình mới vừa thay cái bình mới vô á thì mình đo nè anh em. Mình sẽ đo cho anh em soi cái thông số của cái cục sạc này ha. Thì á đây nè, lúc vô nó sẽ là 13V nha. Giờ rồi nổ máy ơi. Khi mình nổ máy mình lên ga thì chiếc xe phải tầm từ 14.5 chứ mua đổ lại là xe nó sẽ là tốt. Còn nếu mà nó lên hơn nữa thì xe mình rất là mau phù anh em. Rồi giờ lên ga. Đấy, anh em thấy chưa? Lên 16V 10 giờ đang hiện tượng tăng chưa? Lên 17V luôn nè, ha. Đấy, đang lên luôn nè. Đấy. Rồi, không nó lên có thể là mình lên đi càng lên ga càng lên nó càng tăng thì nó dẫn đến tình trạng sẽ rất là dễ bị phù nha. Còn bây giờ mình sẽ thả lại cái cục sạc zin sạc nhỏ ha, sạc 7A nè anh em. Rồi cắm cục sạc này vô. Rồi giờ mình sẽ đo lại cho anh em xem nha. Đây bây giờ là do nó còn dòng điện rồi nó máy lên. Thế này anh em xem khi mình nổ máy lên á thì nó chỉ tầm cỡ 13.8-14V nè, rồi lên cái lớn đúng không anh? Đấy. Mình lên hết ga luôn, nó chỉ có 14.5 thôi anh em thấy chưa, nó không có lên giống như mà hồi nãy mà mình dặn ga mà lên 16-17V. Rồi nổ máy lên ga lớn hơn lần nữa, lên ga đâu luôn rồi nè, mình lên ga lớn anh em đúng không? Rồi đấy, cái này mới gọi là đúng bình, đúng sạc, đúng điện nha anh em. Đó, mình kiểm tra như vậy á thì xe mình đi sẽ bình rất là bền vậy, không có bị phù bình hay là bị hư bình trước bảo hành. Rồi, đặt mình vô. Đấy, không, anh em nào mình dạng xe mà phù bình nặng như thế này á là chỉ có một nguyên nhân thôi anh em, đi không đúng sạc nha, hoặc là sạc nạp quá nha. Tại vì mình thấy cũng nhiều anh em thợ á họ làm á mà họ lúc mà nổ máy họ kiểm tra cũng vậy, là họ nẹt, họ quẹt vô trong mát đó xem nó này nẹt nữa là nó sẽ sạc. Là miễn sao có sạc được rồi. Còn vấn đề mà sạc bao nhiêu thì nhiều khi họ cũng không cần biết, không quan tâm nữa. Thật ra thì anh em mình chia sẻ cái này thì cho anh em biết thì đó cách để mà mình làm sao mà mình biết được tình trạng xe mình bị phù như thế này rồi là nguyên nhân do đâu nha. Thì đó đây là qua đây mình chia sẻ cho anh em như thế này. Anh em nào có thấy xe mình thay bình mà sao cứ mau hư bình hay là mau bị hết bình hay là bình hết điện hay là bình không cầm hay gì đó thì anh em có thể kiểm tra cái đường sạc của mình. Thì xe mình nó sạc lên tầm cái đó là tốt, mà cao quá thì cũng không tốt đâu anh em nha. Mình phải có nào có nó cũng phải có cái khuôn khổ của nó phải là đúng thông số thì nó mới gọi là bền, ăn chắc mà bền được. Rồi mình hôm nay mình chia sẻ cho anh em vấn đề vậy ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video clip nha, nếu thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ nha. Cảm ơn anh em nhiều.